Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng nay tôi cậy ơn Chúa cũng chia sẻ cho anh chị em vài điều để cùng giúp cho đức tin chung của chúng ta, để đức tin chung chúng ta được lớn mạnh và đời sống chúng ta được vững vàng. Và tôi lấy cái chủ đề là kế hoạch thành công của chúng ta là gì? Kế hoạch thành công của chúng ta là gì? Sống ở trong đời này, ai cũng muốn mình thành công. Tuy nhiên, mỗi người lại định nghĩa cái sự thành công một kiểu khác nhau. Thế gian, họ định nghĩa thành công theo cái kiểu của thế gian. Rồi những triết lý, triết gia, người ta lại định nghĩa thành công theo kiểu của họ. Tôn giáo lại định nghĩa thành công theo kiểu của tôn giáo. Người thế gian thì cho rằng thành công có nghĩa là có nhiều tiền của, hoặc là nhiều danh vọng địa vị. Rồi tôn giáo thì họ định nghĩa thành công có nghĩa là ảnh hưởng được nhiều người. Rồi những triết gia người ta cho rằng thành công có nghĩa là nghĩ ra được những cái gì đó mà thiên hạ không bao giờ nghĩ ra, cho là thành công như vậy. Tuy nhiên, xét về một khía cạnh nào đấy thì những cái định nghĩa đấy nó rất là bất toàn. Bởi vì trên thế giới này cũng có những người rất giàu có, nhưng mà khi nhắc tên đến người đó thì thay vì vỗ tay thì người ta rủa thầm ở trong bụng. Thiệt là như vậy. Có những triệu phú, tỷ phú, khi nhắc đến tên là dân chúng người ta rủa. Cũng có những người đạt được danh vọng địa vị rất cao, làm những chức vụ rất lớn, nhưng mà khi nhắc đến tên họ thì người ta cũng mong rằng không nên tồn tại những con người này. Thậm chí đám tang của người này thì người ta vỗ tay vui mừng. Đó là những điều xảy ra. Không ạ. Cho nên suy cho cùng, tôi thấy rằng nếu tìm đâu được một cái sự hướng dẫn để định nghĩa thế nào là thành công đúng nghĩa, thì tôi thấy rằng cái quyển sách chúng ta cầm trên tay đây là quyển sách đáng tin cậy nhất để định nghĩa thế nào là sự thành công. Không ạ, thành công. Cho nên ngày hôm nay có thể chúng ta sẽ cùng tự hỏi nhau, thế kế hoạch thành công của chúng ta là gì? Anh em có thể vỗ vai người bạn của mình, người vợ của mình, người chồng của mình, và anh em có thể gặp ngoài đường, gặp nơi quán cà phê hay gặp nơi đâu, và anh em hỏi thế kế hoạch thành công trong cuộc sống của anh, của chị là gì? Và có lẽ anh chị em sẽ nhận được rất là nhiều những câu hỏi khác nhau. Tuy nhiên hôm nay trong khuôn khổ của lời Chúa đó, tôi sẽ đưa cho anh em ra một định nghĩa của sự thành công. Và định nghĩa nó rất đơn giản anh chị em. Thành công của mỗi một con người là được hòa vào và bước vào kế hoạch của Đức Chúa Trời. Vậy thôi. Cực kỳ đơn giản. Chúng ta hãy xem xét nhiều cái tấm gương để chúng ta thấy rằng điều này là đúng. Ví dụ như cuộc đời của Môi-se đấy. Ông được sinh ra trong một vương triều bậc nhất thời bấy giờ. Ông được gọi là hoàng tử của xứ Ai Cập. Phải không ạ? Người ta có thể nghĩ ông có một tuổi niên thiếu thành công. Nhưng mà điều đó sẽ là sai khi người ta nhận thấy rằng ở tuổi niên thiếu, sau một thời gian thì ông bị truy sát và phải bỏ vào trong sa mạc để chăn cừu. Không có gì là bền cả, đúng không anh chị em? Rồi Môi-se trở thành một người chăn cừu sau 40 năm. Thì ông lúc đó đã 80 tuổi rồi. Có lẽ như một người bình thường thì người ta sẽ nghĩ rằng ô, ông lão chăn cừu này cũng sắp kết thúc cuộc đời mình rồi. Và ngồi tính lại thì Môi-se cũng chẳng có bao năm tháng sống trong sự vinh quang nhung lụa cả. Còn lại thì cả một quãng đời rất là dài trong những cái sự tầm thường của xã hội. Nhưng mà không,
Ngay ở tuổi 80, ông đã được gặp gỡ Đức Chúa Trời. Ông gặp Chúa tại bụi gai cháy và ông đã bước vào cái sứ mạng của mình. Ông bắt đầu nghe Đức Chúa Trời kêu gọi ông. Và sau đó anh chị em thấy gì biết rồi, Môi-se đã trở thành một người mà Kinh Thánh chép rằng từ cổ chí kim chưa có một người nào khiêm hòa như ông, biết Đức Chúa Trời gần gũi như ông, thành công như ông, quyền năng như ông và đáng ghi nhớ như ông. Có phải không anh chị em? Môi-se đã thành công thực sự khi ông bước vào kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của ông. Ông thành công trong mọi chuyện. Có thể để thuyết phục hơn, tôi sẽ lấy một ví dụ khác gần hơn. Những người đánh cá ở xứ Galilee, nếu như dân Gia-cơ và Phi-rơ không theo Chúa Giê-xu thì có lẽ ngày hôm nay chẳng ai biết dân Gia-cơ Phi-rơ là người nào. Có thể ông cũng kết thúc cuộc đời của mình tại biển hồ Galilee, mỗi ngày để đi đánh lưới vậy thôi. Nhưng mà anh chị em à, ngay khi họ nghe tiếng gọi của Chúa Giê-xu và họ bỏ chài lưới bước vào cái kế hoạch của Chúa Giê-xu trên đất này, đó là đánh lưới người, cứu rỗi người khác, thì ngày hôm nay thưa anh chị em, tên tuổi của Phi-rơ, Dân và Gia-cơ được nhắc lại hàng ngàn năm nay. Và biết bao nhiêu thế hệ đã nhờ ba con người này để được từ giả hỏa ngục mà lên thiên đàng, trong đó có chúng ta. Có phải không chứ? Đó là thành công. Cho nên tóm lại, tôi muốn nói một điều rằng thành công định nghĩa đúng ở trong Kinh Thánh là mỗi một con người nào bước vào kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời mình thì người đó là người thành công. Tôi chẳng quan trọng người đó có tiền hay không. Tôi chẳng quan trọng người đó có nhà, có đất, có danh vọng, có được vỗ tay, có được đám đông khen ngợi hay không. Tôi không cần biết. Nhưng mà nếu người đó thực sự ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, người đó là người thành công. Có những con người ở trong Kinh Thánh, họ chết chém đấy chứ, họ bị cưa xẻ đấy chứ, họ bị tù đầy đấy chứ, họ bị bỏ đói, họ bị rất là nhiều thứ, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn gọi họ là người thành công. Như sứ đồ Phao-lô chẳng hạn, nếu nhìn theo quan điểm thế gian thì Phao-lô là người thất bại. Lẽ ra ông có những danh vọng trong tôn giáo của ông, nhưng ông bỏ tôn giáo ông đi theo Chúa Giê-xu và cuối cùng ông bị chết nơi trong ngục tù của xứ La Mã. Một đời phục vụ Chúa, không vợ không con, không tiền không bạc. Nhưng mà anh em à, Chúa nói ông thành công. Bởi vì thành công của ông nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và rồi trong trời mới đất mới, trong cõi tương lai, anh chị em sẽ thấy sứ đồ Phao-lô đầy vinh hiển và mão triều thiên ở trên đầu của ông. Cái đó mới là vấn đề mà chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay. Cho nên anh chị em, chúng ta có thể lại tự vấn vào lòng mình, kế hoạch thành công của tôi ngày hôm nay là gì? Và câu trả lời là hãy bước vào kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta đi đến một phần khác. Vậy thì bước vào kế hoạch của Đức Chúa Trời như thế nào? Có lẽ hôm nay anh chị em mình ngồi đây và nhiều những cái câu hỏi từ lúc mình mới tin Chúa cho đến hôm nay. Lạy Chúa, con phục vụ Chúa làm sao đây? Làm sao con biết Ngài kêu gọi con làm sao để bước vào kế hoạch của Ngài? Hôm nay tôi cậy ơn Chúa để chia sẻ cho anh em cái quá trình của Đức Chúa Trời cho cái việc này. Đức Chúa Trời của chúng ta luôn luôn có một cái quá trình. Ngài không làm cái gì một cách ngẫu hứng. Ngài không làm cái gì một cách như chúng ta thường làm. Sáng thức dậy uống cà phê, cái thấy hứng khởi quá, thôi ta bắt đầu việc này. Không có. Chúa không làm việc kiểu đó. Nhưng Đức Chúa Trời làm việc luôn luôn có cái quy trình, cái quá trình của Ngài. Và không ai được nhảy cóc trong cái quá trình đó.
Khi chúng ta đã bước vào quá trình của Ngài thì chúng ta phải chịu ảnh hưởng những cái gì mà Đức Chúa Trời đã định, hầu cho từ một con người không xứng đáng, Ngài sẽ đào tạo chúng ta trở thành một con người xứng đáng cho kế hoạch của Ngài. Và anh chị em ơi, tôi muốn chia sẻ điều này với tất cả những anh chị em nào đang có một khát vọng trong lòng rằng lạy Chúa, cuộc đời ngắn ngủi, con muốn sống thành công cho Ngài, con muốn sống thành công trong Ngài, con muốn sống thành công theo kiểu của Ngài. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ quá trình đó cho anh chị. Cái điểm đầu tiên mà tôi muốn nói cho anh chị em biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn hành động ở đâu đó trên đất này. Luôn luôn. Ngài luôn luôn có những kế hoạch, có những chương trình cho một gia đình, cho một cá nhân, cho một cộng đồng, cho một thành phố, cho một quốc gia, thậm chí cho một châu lục. Ngài luôn luôn có chương trình. Chương trình của Ngài luôn luôn là tốt. Chương trình của Ngài luôn luôn là đem sự cứu rỗi, đem sự phục hồi, đem sự nâng đỡ cho một cộng đồng, cho một quốc gia, cho một thành phố. Luôn luôn Ngài làm điều đó, bởi vì Ngài biết rằng Satan đang hủy phá trái đất này. Satan đang làm những điều tồi tệ trên trái đất này. Satan đang nhúng cả một thành phố vào tội lỗi. Và Đức Chúa Trời phải đến để khôi phục thành phố đó. Đó là cách Ngài làm việc. Và bằng cách khi chúng ta nhận biết điều này, thì anh chị em biết điều gì không? Bước đầu tiên trong cái bước để đi vào trong kế hoạch của Đức Chúa Trời là hãy nhận thức rằng Chúa luôn luôn hành động xung quanh chúng ta. Chúa hành động không phải vì một cá nhân nào. Chúa hành động không phải bởi vì là ô Ngài kêu gọi Môi-se cho nên là Ngài phải cứu dân Israel, không. Hiểu ngược lại mới đúng. Ngài cứu dân Israel cho nên Ngài mới kêu gọi Môi-se. Anh chị em hiểu ý tôi không ạ? Bởi cớ Ngài yêu thương đất nước Việt Nam này, Ngài muốn dân tộc chúng ta lên thiên đàng, cho nên Ngài kêu gọi chúng ta. Chứ không phải vì chúng ta mà Ngài cứu dân tộc Việt Nam. Nghĩ vậy là nghĩ ngược rồi. Vì châu Phi cho nên Chúa đã kêu gọi Rihabonki. Vì châu Phi. Cho nên chúng ta hãy đặt mình vào cái tình huống, đừng nói rộng quá, thôi nói tại đất nước mình. Chúa ơi, con biết Ngài đang hành động tại quê hương con. Con biết rằng thần của Ngài đang bắt đầu giải cứu chữa lành để tẩy sạch đất nước con khỏi thần tượng, khỏi bệnh tật, khỏi đói nghèo, khỏi những cầm buộc của ma quỷ. Con biết Ngài đang làm. Ngài đang làm. Ngài đang làm từ Bắc chí Nam. Ngài đang làm từ miền Tây cho đến tận miền Trung. Ngài đang làm từ miền cao cho đến miền thấp. Con đi nơi nào con cũng thấy bàn tay và phép lạ của Ngài. Con biết Ngài đang hành động, Chúa ơi. Và Chúa, con muốn tham gia vào kế hoạch đó. Đây là khởi đầu của người muốn hầu việc Chúa. Hãy nhận biết kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đôi khi có những anh chị em bảo, ôi tôi muốn hầu việc Chúa, tôi muốn làm việc Ngài, tôi muốn phục vụ Ngài. Mà hỏi, thế phục vụ gì? Không biết. Vậy là chưa được. Chưa được. Cái người thật sự mà được Đức Thánh Linh gõ cửa đó, người ta biết Đức Chúa Trời đang làm cái gì, và người ta muốn tham gia vào cái đó. Đó là thật sự đến từ Chúa. Còn đôi khi chúng ta mông lung lắm. Thấy bảo hầu việc Chúa, mình cũng muốn hầu việc Chúa. Rồi hỏi hầu gì, chẳng biết hầu gì. Thế là chưa được nha anh chị. Cho nên tôi nhắc lại bước đầu tiên, anh em hãy nhận ra kế hoạch của Đức Chúa Trời cho một thành phố, cho một quốc gia, cho một gia đình, cho một cộng đồng. Nhận ra đi. Rồi anh em nói, Chúa à, con thấy lòng con cảm động về chương trình này. Chúa ơi, hãy cho con bước vào đó. Hãy cho con vào đó, Chúa. Con muốn tham gia vào đó. Ví dụ như Chúa dựng hội thánh nhà muôn dân lên. Không phải là vì Chúa yêu hay là vì Chúa tây vị hội thánh nhà muôn dân. Không phải. Nhưng bởi vì cái nhu cầu của cộng đồng dân tộc chúng ta về sự giải cứu chữa lành quá lớn, cho nên Ngài phải dùng một cái hội thánh, thậm chí hội thánh không có cái gì cả, từ những con người đơn sơ
chẳng có bằng tiến sĩ thần học nào cả, cũng chẳng có bằng thạc sĩ thần học nào cả, đúng không chứ? Nhưng Ngài dùng những con người đơn sơ này, như ngày xưa Ngài dùng những con người đánh cá để rao giảng phúc âm cho cả dân tộc Israel, thì hôm nay Chúa cũng thể sử dụng những con người đơn sơ như chúng ta để giải phóng, để chữa lành, để phục hồi, để bày tỏ một Chúa phục sinh cho dân tộc chúng ta được biết. Vì cớ đất nước chúng ta, vì cớ những người dân ở tại Sài Gòn này, vì cớ những người ở tại miền Tây, vì cớ những con người đang ở trong gông cùm và xiềng xích của ma quỷ, mà Chúa phải sử dụng kêu gọi chúng ta, để rồi Ngài mượn cánh tay của chúng ta, Ngài mượn cái miệng của chúng ta, Ngài mượn những thời gian của chúng ta để giúp cho những con người đó được tự do. Đó là bước đầu mà Chúa kêu gọi một người hầu việc Chúa. Bước đầu tiên, anh em hãy nhận thức điều đó. Bước thứ hai, chưa đâu. Khi anh chị em được cảm động trong lòng, đừng vội rằng, ô, con sẽ xông vào ngay. Không có chuyện đó. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Phi-rơ, Dân và Gia-cơ, Ngài nói rằng, hãy theo ta đi, ta sẽ làm cho ngươi trở nên tay đánh lưới người. Có đúng không anh chị em? Nhưng mà họ đánh lưới người ngay chưa? Còn lâu, còn rất lâu, 3 năm rưỡi sau lận. Chứ ngay lúc đó họ còn chẳng hiểu đánh lưới người là cái gì. Nhưng mà họ vẫn theo Chúa, đi theo Chúa. Và họ ở với Chúa nè, ăn cùng với Chúa, trò chuyện với Chúa, ngồi dưới bề chân của Chúa, chia sẻ những vui buồn với Chúa. Tôi gọi đó là mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Cho nên bước thứ hai, khi chúng ta bước vào cái kế hoạch của Đức Chúa Trời, là xây dựng mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Và ở đây tôi thấy rằng xây dựng mối quan hệ với Đức Chúa Trời không có nghĩa rằng chỉ có ngồi đó và nói lạy Chúa con yêu Ngài. Không phải vậy đâu. Không phải là những cảm xúc đâu anh chị em. Mà xây dựng mối quan hệ với Đức Chúa Trời là hãy sống một đời sống đầy đức tin cho những việc tầm thường xảy ra hàng ngày, trong công việc, trong gia đình, đối xử với bạn bè, người thân, trong việc học tập, không à, trong nghề nghiệp. Bất cứ nơi nào anh chị em đi, bất cứ nơi nào anh chị em đến, hãy nhận biết rằng Chúa đang hành động qua mình. Đôi khi đức tin là không phải cái gì đó to tát, dời sông lấp biển. Không phải. Đức tin nó bắt đầu từ những cái sự rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày là đức tin. Đức tin nó thể hiện ở chỗ ra anh em dám từ chối để sống một đời sống thánh khiết mà không hùa theo những cái thói hư tật xấu của bạn bè. Đó là đức tin. Đức tin là anh em dám nói về Chúa Giê-xu cho cái người mà nhiều người không dám nói. Đức tin là anh chị em dám chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình có với Chúa trong một cái bối cảnh, trong một cái hoàn cảnh mà không cho phép mình nói ra, hay là sợ bị trù dập, sợ bị mất quyền lợi, sợ bị đuổi việc, sợ bị thế này thế nọ. Đức tin nó thể hiện ở đó. Và Chúa muốn chúng ta bước đi với Ngài mỗi ngày để thể hiện đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Thể hiện đi. Anh phải vô công sở anh chị em, anh làm tại cái phòng của anh chị em làm, và mọi người xung quanh phải nhìn thấy và công nhận rằng, ô, đây là con người bình an của phòng chúng ta này. Có cái gì ạ? Cứ đến hỏi anh đó là xong hết. Đó. Cho nên con người của Đức Chúa Trời có thể gọi là con người bình an. Anh chị em biết không ạ? Đi tới đâu, con người đó là con người bình an. Người ta cảm thấy rằng tiếp xúc với người đó là tin cậy lắm. Hỏi chuyện tư vấn với người đó là an tâm lắm. Vì người đó không lừa ai. Người đó chân thành. Người đó hết lòng. Đó là đức tin nha anh chị. Cho nên mối quan hệ của chúng ta với Chúa không phải là điều gì to tát, không phải là cảm xúc chảy hai dòng nước mắt, không chỉ như vậy. Tôi đồng ý là có những sự đó. Nhưng mối quan hệ với Chúa nó nằm ở cái biểu lộ đức tin đơn sơ của chúng ta hàng ngày. Chúa Giê-xu nói rằng ai yêu mến ta thì giữ gìn điều răn của ta. Amen chị. Đó là yêu thật. Vì Chúa là thần mà.
Chúa đâu có cái thân xác để mà chúng ta ngồi bên cạnh uống trà rồi nói ôi con yêu Chúa. Không có. Cho nên Chúa là thần, chúng ta yêu Ngài qua lời Ngài. Chúng ta yêu Ngài qua sự thờ phượng trong linh. Chúng ta yêu Ngài qua sự vâng lời ở trong những điều nhỏ nhặt. Anh chị em à, cái quá trình này có thể tốn anh chị em hàng năm trời, 5 năm trời, 10 năm trời. Tốn nhiều. Để làm gì vậy? Để làm gì vậy? Để cái tấm lòng anh chị em khế hiệp cùng với Chúa càng sâu đậm càng tốt. Càng sâu đậm càng tốt. Đến một mức anh chị em thấy rằng cuộc đời mình không thể thiếu Chúa Giê-xu được rồi. Trong công việc mình không thiếu Ngài được rồi. Trong gia đình mình không thiếu Ngài được rồi. Trong nghề nghiệp mình không thiếu Ngài được rồi. Ồ, trong nhiều điều trong cuộc sống, trong chuyện lấy vợ lấy chồng mình không thể thiếu Ngài được rồi. Khi anh em bắt đầu có được điều đó rồi đó, thì Chúa bắt đầu hỏi anh chị em. Trong Giăng chương 21 câu 15 đến câu 17, Chúa bắt đầu hỏi. Hỡi Simon con Jonah, người yêu ta chăng? Phải không chứ? Chúa hỏi mấy lần? Rồi sau ba lần đó Chúa bảo Phi-rơ làm sao? Chăn chiên cho ta. Cho nên đôi khi chúng ta quá vội vàng để bước vào công việc mà lại chưa xây dựng mối quan hệ với Chúa. Đó là điều chúng ta đi ngược với cái quy trình của Ngài. Tôi nói thiệt với anh chị em, anh chị em không yêu Chúa đó, anh chị em không thể phục vụ Chúa được. Đó là sự thật. Tôi kinh nghiệm trong cuộc đời tôi thấy, nếu giả sử tôi không yêu Ngài bằng cả trái tim chân thành, chắc tôi bỏ chức vụ từ lâu. Thiệt sự từ lâu rồi. Không bao giờ tôi còn đứng đây giảng lời Chúa cho anh chị. Bởi vì những lúc khó khăn, những lúc cô đơn, những lúc gian nan, những lúc thử thách, thì chính tình yêu của anh em với Chúa giữ anh em đứng vững. Anh em không rời Ngài được. Và đôi lúc trong tĩnh lặng, trong cô đơn, tôi nói Chúa, con quá yêu Ngài. Vì Ngài quá tốt với con. Trong những lúc con phải bị vứt bỏ đấy, trong những lúc con không còn con đường nào đi, thì Ngài đã giơ tay ra cho con. Cho nên hôm nay con phục sự Ngài. Hôm nay con đầu phục Ngài. Hôm nay con phục vụ Ngài. Anh chị em à, đó là lý do Chúa Giê-xu phải hỏi Phi-rơ tới ba lần để Ngài xác quyết cái tình yêu của Chúa Giê-xu, của Phi-rơ với Ngài trước khi Ngài giao cho một nhiệm vụ. Nhưng mà Ngài cũng hỏi câu đó để cho Phi-rơ học được một bài học rằng Phi-rơ sẽ không đứng vững trước lửa thử thách của cuộc sống nếu ông không yêu Ngài bằng cả tấm lòng. Không, việc Chúa phải có thử thách chứ. Sa-tăng sẽ ném anh chị em vào lửa thử thách. Sa-tăng sẽ ném anh chị em vào những hoàn cảnh để anh em chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là Chúa, một là nó. Anh em chọn ai? Sẽ có chứ. Tôi khích lệ anh chị em đọc những cái cuộc đời của những đầy tớ Chúa đang ở trong thử thách, đang ở trong tù đày, đang gặp phải những cái biến cố trong cuộc sống, đang gặp phải những cái uy hiếp, thậm chí cả tính mạng mình còn không giữ được. Để rồi anh em được khích lệ rằng những cái gì mà anh chị em đang gặp phải ngày hôm nay, nó chỉ là cái móng tay thôi. Móng tay thôi. Thử thách gì đâu. Thử thách gì đâu. Cho nên khi tôi đọc những quyển sách đó, tôi mới thấy rằng lạy Chúa, Ngài quá thương xót chúng con, để Ngài cho chúng con được sống trong ân điển diệu kỳ của Ngài mà các đầy tớ Ngài đi trước không được như chúng con. Các đầy tớ Ngài đi trước phải trốn chui trốn nhủi để đọc Kinh Thánh. Các đầy tớ Ngài đi trước phải học thuộc lòng cả Kinh Thánh để rồi để biết trích dẫn, bởi vì không ai cho phép được cầm quyển sách này. Phải học thuộc. Phải học thuộc Kinh Thánh ở trong lòng luôn. Cho nên người ta không có xé được, không có đốt được. Đốt sao được.
Đó là những cuộc đời mình quá ăn đẹp. Cho nên chị em à, bước thứ hai để bước vào cái công việc của Ngài, đó là Chúa kiểm tra tình yêu của anh chị em. Chúa kiểm tra tấm lòng chúng ta với Ngài, cái sự trung thành của chúng ta với Ngài. Chúa thử thách cái lòng trung thành chúng ta với Ngài. Và Chúa giao cho một nhiệm vụ. Nhưng mà tới đây cũng chưa phải là xông vào làm ngay đâu, chưa có đâu. Không có, chưa. Đó vẫn là bước khởi sự thôi. Bước tiếp theo anh chị em à, khi anh chị em bắt đầu nhận một sứ mạng nha, nhận một sứ mạng từ trời, nghĩa là Chúa trao cho anh em một cái thẩm quyền nhất định nào đó trong thế giới thuộc linh, thì anh em bắt đầu nghe được tiếng phán của Chúa. À, cái này là cái điều bí mật. Đâu có phải dễ là muốn nghe tiếng Chúa là nghe đâu. Dĩ nhiên bây giờ là con cái Chúa nào cũng được Ngài dẫn dắt, đúng không? Cũng được Thánh Linh dẫn dắt. Nhưng mà để có một cái sự mật thiết, một cách rõ ràng về một cái nhiệm vụ nào đó lại là chuyện khác à. Chúa sẽ nói cho anh chị em biết những cái kế hoạch của Ngài, những cái chương trình của Ngài. Tôi đọc câu Kinh Thánh này để khẳng định cho anh chị em trong A-mốt chương 3 câu 7. Anh chị em đọc A-mốt chương 3 câu 7, anh chị em sẽ thấy cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Và nóng quá anh chị em ơi. Đã. Nguyên tắc của Chúa không bao giờ thay đổi. Mà sao chưa thấy gió ta? Đúng không? Rồi. Nguyên tắc của Chúa không bao giờ thay đổi là Ngài nói sao? Đức Chúa Trời há có làm cái gì mà không tỏ điều đó trước cho các tiên tri của Ngài. Anh em thấy không? Cho nên khi anh em được Chúa Trời kêu gọi vào kế hoạch của Ngài, Chúa bắt đầu làm việc với tâm linh anh em một cách rõ ràng. Chúa bắt đầu phán, Chúa bắt đầu nói, Chúa bắt đầu chỉ dẫn, Chúa bắt đầu bày tỏ những chương trình kế hoạch của Ngài. Không phải dễ đó. Ngài không bao giờ chia sẻ cho tất cả mọi người. Ngài chia sẻ cho những người nào Ngài chọn, Ngài gọi. Giống như anh chị em có một cái dự án nào đó, không lẽ anh chị em đem cái dự án đó anh em nói cả 15 triệu người thành phố này à? Có nói không? Đâu có. Anh em chỉ nói với những người nào đồng công với anh chị em thôi. Anh chị em chỉ nói với cổ đông của anh chị em thôi, đúng không ạ? Thì Chúa cũng vậy. Chúa sẽ chia sẻ điều đó cho riêng anh chị em. Chúa phán để làm gì vậy? Chúa phán để làm gì? Chúa phán để cho anh chị em rõ ràng trong tâm linh những gì Chúa chuẩn bị làm. Tại vì nếu như trong lòng anh chị em không có khải tượng đó, anh chị em sẽ không bao giờ đi đến đâu cả. Anh chị em sẽ không biết rằng mình sẽ làm gì. Anh chị em không biết rằng cái đích mình sẽ đi đến đâu. Và mình sống một cuộc đời lang thang đây đó, mà tôi gọi là tín đồ quốc tế đấy. Anh chị em biết tín đồ quốc tế không? Tín đồ quốc tế có nghĩa là không khải tượng, không ước mơ, không mục đích. Đó. Và suốt cuộc đời cứ như vậy. Thế, Ngài gọi mọi con cái của Ngài bước vào kế hoạch của Ngài. Tất cả anh chị em mình ngồi đây đều được Đức Chúa Trời kêu gọi vào kế hoạch của Ngài. Cho nên nhiệm vụ của anh chị em là phải nói với Chúa. Nhiệm vụ của anh chị em là phải yêu Chúa. Nhiệm vụ anh chị em là phải nhận biết kế hoạch của Ngài, rồi ước ao bước vào, để cho anh chị em bắt đầu lắng nghe được Ngài. Ngài phán. Và trong quá khứ Ngài cũng phán với Abraham. Giữa một cái dân đông đảo, tất cả mọi thứ, thì Ngài chọn Abraham ra. Rồi Abraham có đi một mình không anh chị em? Không đi một mình. Abraham đi cùng với Lót. Có đúng không? Đi cùng với Lót. Nhưng mà tôi đố anh chị em á, anh chị em đọc dùm đi, trong cái quá trình Lót với Abraham đi với Chúa, Chúa có phán gì cho Lót không anh chị em? Tuyệt nhiên không có một lời nào. Ông Lót này tôi gọi là ông đi ăn ké. Đi ăn ké. Đi ăn ké thôi. Cho nên tôi cũng thấy có một cái khái niệm, có một số người nói cứ rình rình con cái Chúa nào được phước á, cứ đi theo ăn ké.
Thấy con cái Chúa nào mà đầu tư kinh doanh thành công á, hùng vốn vô. Tôi thấy có một số người người ta ta nói vậy đó, mà tôi được nhiều lắm. Ôi tôi thấy người này được phước, làm ăn bắt đầu Chúa ban phước rất là nhiều. Ôi vì cớ gì đó tôi không biết, mà tôi thấy người này làm đâu trúng đó, xây dựng nhà thờ, dâng hiến cho hội thánh nhiều lắm. Anh em ơi, đầu tư vô con người này để mình ké một tí. Và tôi nói Lót là người ăn ké. Phải không ạ? Chứ thật sự Đức Chúa Trời không nói gì cho Lót cả. Đức Chúa Trời không có dùng Lót bất cứ một chuyện gì, nhưng Lót được phước không? Phước cái chứ. Chiên bò cũng đầy đến nỗi hai chú cháu phải chia nhau đấy chứ, đâu phải không được phước đâu. Cho nên đôi khi ăn ké cũng có lời lắm chứ. Không ạ. Đấy. Nhưng mà ăn ké thì không bằng thiệt. Không ạ, không bằng thiệt. Nhưng mà chúng ta thấy một điều lạ lùng là Đức Chúa Trời hết lần này hết lần khác nói chuyện với Abraham. Có đúng không? Nói chuyện với Abraham. Ô, con ơi, ra bầu trời cứ nhìn đi. Con cháu của con sẽ đông như sao. Đó. Các bãi biển. Ta sẽ làm ngươi trở nên một dân lớn. Hết lần này lần khác, hết lần này lần khác. Đức Chúa Trời nhắc nhở, Đức Chúa Trời khẳng định, Đức Chúa Trời gieo vào tấm lòng Abraham rằng Abraham là tổ phụ của những dân tộc lớn. Tổ phụ đức tin. Và Abraham bước vào kế hoạch này qua tiếng phán của Đức Chúa Trời. Qua tiếng phán của Chúa. Chúa gieo vào lòng Abraham khải tượng. Tôi nói với anh chị em rằng khi anh chị em bước vào kế hoạch của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời là bạn của anh chị em. Đức Chúa Trời trò chuyện với anh chị em. Đức Chúa Trời mặc khải cho anh chị em. Đức Chúa Trời phán cho anh chị em qua giấc mơ, qua lời nói, qua khải tượng, qua thánh linh, qua đủ loại phương tiện hết. Ôi, cuộc sống đó thú vị lắm anh chị em ơi. Thú vị vô cùng. Đấy tôi gọi là một phần của sự thành công thật trong cuộc đời này. Tôi nhắc lại lời của tiên tri T.B. Joseph. Ông nói rằng phước hạnh lớn nhất của mọi phước hạnh mà con cái Chúa được hưởng trên đất này là được nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời. Thật lắm. Và Ngài phán có mục đích. Ngài phán đó để rồi dẫn cuộc đời chúng ta sang bước thứ năm. Đó là bước vào cái quá trình thử nghiệm, rèn tập, đào tạo, trang bị. Cho nên đôi khi chúng ta lầm ở chỗ này. Vừa nghe Chúa phán một cái là mai khởi sự luôn. Là cuối cùng chúng ta ngã lung tung lang tang hết. Chưa đâu. Phải rèn thử. Phải tập dược. Phải được đào tạo. Phải được trang bị. Chúa nói trong Thi Thiên rằng ta tập cho tay con dương nổi cung đồng. Có đúng không chứ? Tập. Đó. Rồi tập vận hành trong những ân tứ. Đúng không? Ân tứ phải sắc bén. Chính ân tứ thánh linh phải vận hành. Tập từ việc nhỏ đến việc lớn. Tập qua cuộc sống hàng ngày. Tập qua tiếng phán. Tập nghe những sự dẫn dắt của Chúa. Tập giảng lời của Ngài. Tập chia sẻ phúc âm cho người khác. Tập cầu nguyện giúp đỡ người khác. Tập nhiều thứ lắm. Và cái quá trình rèn tập này anh chị em có thể đọc ở trong Hebrew chương 12 câu 11 anh em sẽ thấy. Không ạ? Hebrew chương 12 câu 11 anh em sẽ thấy là có mục đích. Đức Chúa Trời có mục đích để rèn tập mình. À, trong câu 11 Chúa chép như thế này. À, thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình, bình an cho những kẻ chịu luyện tập như vậy. Em thấy không ạ? Luyện tập. Cho nên mới đầu á, khi con người bước vào rèn thử khó chịu lắm, vì cái bản tánh của mình vẫn còn mà. Ồ, tôi là người thích phô trương, tôi thích phô trương cơ. Nhưng mà Chúa bảo không được phô trương con, ẩn giật đi, im lặng đi, phải khó chịu, đúng không? Khó chịu liền, giống cái lò xo, anh chị biết lò xo không? Nén nó lại nó làm sao? Bùng lên. Lò xo nén. Nhưng mà Chúa phải nén anh chị em lại. Nén lại. Lò xo thì cứ muốn bung lên, bung lên, bung lên, bung lên. Nhưng mà Chúa nén anh chị em xuống. Và bằng cách đó tôi gọi là cuộc đấu tranh giữa con người với Đức Chúa Trời. Gia-cốp đã vật lộn với Đức Chúa Trời. À, Môi-se
đã chịu thử luyện với Đức Chúa Trời. Abraham đã chịu thử luyện với Đức Chúa Trời bằng cách dâng Isaac, không ạ? Rồi Job chịu thử luyện với Đức Chúa Trời. Tất cả những đầy tớ ngày xưa, anh chị em đọc hết cả Kinh Thánh đi, Joseph, David, tất cả những đầy tớ đó đều chịu những rèn thử để hạ gục những cái tính cách không phù hợp với công việc của Ngài. Tôi gọi đây là những bước rèn thử để đưa chúng ta đến cái sự điều chỉnh. Phải điều chỉnh chứ. Tôi nói với anh chị em một cái lẽ thật như thế này: Chúa không bao giờ vì cớ thiếu nhân sự hay thiếu con người trong kế hoạch của Ngài mà Ngài bóc đại một con người nào đó gắn vô. Không bao giờ Chúa làm điều đó. Chúng ta thì làm nhưng Chúa không làm. Chúng ta thì làm nhưng Chúa không làm. Chẳng thà Chúa thiếu người, Chúa để đó. Chúa sẽ đợi. Chúa sẽ đợi, đợi, đợi. Có thể Chúa đợi 10 năm, Chúa đợi 100 năm, Chúa đợi 1000 năm. Tôi nói cái đấng mà nhịn nhục nhất trên đời này phải là Chúa. Chúa đợi thôi. Chúa đợi cho đến khi có một con người phù hợp thì Chúa khởi sự dự án của Ngài. Bằng cớ tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe ở trong Xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 23 đến 25 nha. 23, 25. Anh em nghe sẽ thấy điều này. Anh em sẽ thấy ngay thôi à. Chương 2 câu 23 đến 25. Xuất Ai Cập Ký. Rồi, tôi đọc. Sau cách lâu, vua xứ Ê-díp-tô băng, dân Israel than thở kêu vang vì phải phục dịch khổ sở. Tiếng kêu vang lên thấu Đức Chúa Trời. Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến giao ước mình đã kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời đói lại dân Israel, nhận biết cảnh ngộ của chúng. Anh em thấy không ạ? Cái sự kiện này nó xảy ra cũng cùng cái thời Môi-se sinh ra, cùng thời đó đó. Đức Chúa Trời rất là muốn làm. Đức Chúa Trời thấy dân sự của Ngài khổ ải, Ngài muốn cứu ngay. Kinh Thánh chép rằng Ngài như một người cha nhân từ. Khi con Ngài đau đớn, Ngài cũng đau đớn. Khi con Ngài buồn rầu, Ngài cũng buồn rầu. Khi con Ngài có việc gì thì Ngài cũng bị việc đó. Chúa còn thậm chí còn nói ra: các con là con ngươi của mắt. Thế mà phải tận 80 năm sau Chúa mới bắt đầu khởi sự dự án này. Anh chị em biết tại sao à? Vì Môi-se lúc đó mới sẵn sàng. Chúa tìm kiếm một người cho dự án này. Chúa tìm kiếm một con người phù hợp cho dự án này nhưng không có. Cả dân tộc Israel không có một người nào. Toàn là những người ham ăn hụt, củ hành củ kiệu thôi. Toàn là những người nói rằng thà làm nô lệ cho Ai Cập còn sướng hơn. Giống như dân tộc chúng ta thôi. Dân tộc chúng ta đang đi xuống âm phủ. Dân tộc chúng ta thờ lạy thần tượng. Dân tộc chúng ta quên Đức Chúa Trời. Dân tộc chúng ta thờ ma lạy quỷ. Chúa muốn cứu họ không anh chị em? Muốn lắm chứ. Nhưng anh chị em à, phải có những con người phù hợp. Phải có những con người dám đi theo Ngài. Phải có những con người bước vào dự án của Ngài thì Ngài mới khởi động dự án đó. Chứ Chúa không làm lung tung. Đó là lý do. Cho nên ở đây tôi mới muốn nói lại một điều rằng Chúa đưa mình vào lò thử luyện, thử nghiệm, rèn tập, đào tạo, trang bị để làm gì? Chúa điều chỉnh con người mình, điều chỉnh tính cách của mình. Nhất là tính cách. Tiên tri T.B. Joshua nói đó, cái quyền năng đó nó như ngọn đèn trên cây dầu, cái ngọn lửa trên cây đèn, nhưng mà tính cách là cái bình dầu ở dưới. Quyền năng thì ai cũng thấy hết, đúng không? Ui, nhá lên, sáng lên, ai cũng thích thú nhảy múa hết. Mà cái dầu nó khô rồi thì sao anh chị? Màu tàn lắm. Cho nên có thể mình thực thi ân tứ quyền năng thế này nọ, nhưng mà nếu tính cách mình không chịu rèn thửa cho phù hợp, dễ tắt lắm. Vài năm sau thấy lặn luôn dưới đáy đại dương, không thấy đâu nữa, lặn mất tiêu. Và nhiều chức vụ, nhiều cuộc đời, nhiều người ngày hôm nay chúng ta đã bị cái vết này chúng ta quá vội vàng để bước vào
cái công cuộc kêu gọi của Ngài mà không chịu cái quá trình điều chỉnh, uốn nắn, sửa trị của Đức Chúa Trời, để cho tính cách của chúng ta hủy diệt chức vụ của chúng ta. Khi anh em lên cao, khi anh em có đám đông, khi anh em được nhiều người tung hô, mà lòng còn chứa chấp một chút kiêu ngạo thôi, anh em ngã một cái bạch liền, thẳng cẳng liền, thẳng cẳng liền, phải không ạ? Khi anh em lên cao, anh em có hội thánh lớn, anh em có được nhiều người biết đến, dâng hiến cho chức vụ của anh em, mà lòng anh em còn tham vật chất đời này, ngã một cái đùng liền, chết ngắt liền. Cho nên tiên tri TB Joshua nói, nếu anh em còn yêu sự gì hơn Chúa, thì Satan dùng cái đó giết chết anh chị em. Đó là lý do anh chị em à, phải qua quá trình đào tạo, rèn thử, sửa trị, uốn nắn. Và hôm nay chúng ta thấy ở trong Luca chương 22 câu 27 đến câu 30 là cái đoạn kinh thánh gần cuối rồi đó. Chúa Giêsu nói với các môn đồ như thế này. Chúa Giêsu nói các môn đồ như thế này. 22 câu 27 đến câu 30. Chúa nói vậy. Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc ai lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như một kẻ hầu việc vậy. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Đây là gần cuối rồi. Gần cuối rồi và Chúa mới đào tạo các môn đồ Ngài và Chúa nói rằng, được rồi, bây giờ các con đã trở thành đầy tớ rồi đấy. Có ai mà đào tạo ngược vậy không chị em? Thường là thế gian này họ đào tạo thành quan với tướng không à? Đúng không? Nhưng mà tôi nói thiệt với anh chị em, Chúa Giêsu đào tạo chúng ta thành đầy tớ. Ngược, Chúa làm ngược lắm. Và tôi muốn anh em thay đổi tâm trí ngày hôm nay đi. Nhiều người hầu được Chúa, Chúa sẽ đào tạo tôi thành mục sư tiến sĩ, con người đầy danh vọng, đầy dẫy thế này nè. Quên chuyện đó đi. Đem về nhà bếp mà phát cái đó. Còn hội thánh không có cái đó. Hội thánh là những đầy tớ. Hội thánh là những người phục vụ. Hội thánh là những người cầu thay cho người khác. Hội thánh là những người đổ nước mắt cho những linh hồn. Nếu chúng ta được tấm lòng đó thì Chúa nói, ok, các con đã theo ta và bây giờ đã chịu được thử thách trong mọi sự nhịn nhục của ta, được lắm. Bây giờ ta mới giao nước cho. Ta giao vương quốc của ta cho. Ta giao nhiệm vụ của ta cho. Ta giao mọi sự cho vì các con được rồi. Cho nên nhiều người ngày hôm nay không hiểu điều này. Tưởng rằng đi theo Chúa, phục vụ Chúa có nghĩa là giống thế gian này, ngồi lên đầu lên cổ người khác, cai trị người khác, thống trị người khác. Không có. Đó là ngược rồi. Và đó là cái đào tạo của Satan đào tạo chứ không phải Chúa đào tạo. Satan nó cũng đào tạo tích cực lắm anh chị. Rất tích cực. Nếu mình không hiểu lẽ thật á, thì thay vì Chúa đào tạo chúng ta thì Satan đào tạo chúng ta. Và nó đào tạo trở thành đạo quân phục vụ nó mà tưởng rằng phục vụ Chúa. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Cho nên ở câu kinh thánh này chúng ta thấy một điều rằng Chúa Giêsu nói rằng ta là làm gương cho các ngươi nè, ta ở giữa các ngươi, ta là thầy, ta là Chúa nè, nhưng ta làm đầy tớ các ngươi, ta sẵn sàng rửa chân cho các ngươi, ta sẵn sàng chịu tất cả các ngươi. Trong cơn bắt bớ ở vườn Gethsemane, ta sẵn sàng nói rằng bắt ta đi, còn thả những người này đi, ta hy sinh tất cả vì các con. Đó là tâm thế của một người phục vụ Chúa. Đó là tâm thế của một người phục vụ Chúa. Cho nên chị em ơi, cái quá trình đào luyện này đòi hỏi chúng ta cần điều chỉnh. Điều chỉnh cái trật tự tấm lòng. Điều chỉnh cái suy nghĩ của chúng ta đã từng học ở trong thế gian. Bây giờ ngược lại hết. Kẻ nào muốn làm lớn thì làm đầy tớ. Làm sao mà làm lớn mà làm đầy tớ? Không hiểu được.
Nhưng mà ráng hiểu đi. Bởi vì Chúa muốn như thế. Chúa muốn thế. Đôi khi tôi đọc Kinh Thánh tôi chẳng hiểu gì cả. Chúa toàn nói nó ngược ngược như thế nào. Nhưng mà lại Chúa ơi, vì Ngài là Chúa con nên con hiểu. Phải hiểu. Và con làm như vậy. Đó, điều chỉnh. Cho nên ở trong Timôthê 2 chương 3, chương 2 câu 20 đến 21 nó có một cái câu như thế này. Tôi muốn đọc cho anh chị nghe. Timôthê 2 chương 2 câu 20 đến 21. Ta đây. Trong một nhà lớn không những có bình vàng bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Đây là lời Chúa. Đó, lời Chúa. Rất là nhiều dạng người khác nhau. Và Chúa bắt đầu điều chỉnh uốn nắn chúng ta trở thành những chiếc bình từ những cục đất sét. Chúng ta là những cục đất sét. Anh em đọc trong Jeremy chương 18 sẽ thấy. Anh em chúng ta là cục đất sét. Chương 18 câu 6 trong Jeremy chép rằng các người há chẳng như cục đất sét trong tay thợ gom chẳng. Và Chúa nắng chúng ta, Chúa uốn nắng điều chỉnh chúng ta. Cuối cùng chúng ta trở thành những chiếc bình như Ngài muốn. Và nếu chúng ta thuận phục Ngài, đi theo Ngài, chịu điều chỉnh, thì chúng ta được trở nên quý trọng và Ngài sẵn sàng dùng chúng ta vào kế hoạch của Ngài. Đó là điều của Chúa. Ngày hôm nay anh chị em, cái sai lầm của chúng ta là chúng ta quá vội vàng hạ thấp tiêu chuẩn của Chúa để đặt cắt đặt nhiều người vào kế hoạch của Chúa trong hội thánh, trong chức vụ, trong mục vụ. Và điều đó làm hủy hoại cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và sinh ra không có chất lượng gì cả. Đó. Ví dụ như Chúa nói là một người giám mục ước muốn tốt, nhưng anh phải quản trị nhà của anh. Anh chỉ chồng một vợ thôi. Anh không được nghiện rượu, anh không được chè chén say sưa. Anh phải có tài trí dạy dỗ người khác. Anh phải lãnh đạo được. Anh phải có cái mưu luận và tiếp đãi người lành, hiếu khách, vân vân và vân vân. Nhưng hôm nay chúng ta vì thiếu nhân sự. Nhân sự ở đâu chẳng thiếu, đúng không? Cho nên chúng ta bóc đại bỏ vào. Chúng ta phong chức đại trà đi, đúng không? Vì là đôi khi nói nó hơi đụng chạm tí, muốn lấy thành tích. Ồ, năm nay tôi phong được 500 mục sư, tuyệt vời quá. Nhưng xin thưa 500 đó có đúng tiêu chuẩn Kinh Thánh không? Là chuyện khác nữa. Và chúng ta đã vì thành tích, vì con số, chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta loại mình ra khỏi cái quá trình đào tạo của Đức Chúa Trời. Và đó là lý do hội thánh yếu đuối, hội thánh thiếu quyền năng. Hội thánh không biến đổi thế gian này được, mà ngược lại thế gian biến đổi hội thánh. Đó là lý do. Cho nên tóm lại anh chị em à, có bấy điều mà tôi muốn chia sẻ cho anh chị em ngày hôm nay là gì? Thứ nhất, thành công theo kiểu của Chúa trong mỗi đời sống chúng ta là được bước vào kế hoạch của Đức Chúa Trời. Anh em nhớ câu đó ha, đó là thành công kiểu Chúa. Cho nên thế gian nó nhiều kiểu lắm, nhưng mà cứ định nghĩa đúng Kinh Thánh. Mình đọc cả Kinh Thánh mình sẽ thấy con người nào bước vào kế hoạch của Đức Chúa Trời, người đó thành công. Vậy thôi. Tiền bạc không tính, danh vọng địa vị không màng, tất cả mọi sự không màng, cứ Đức Chúa Trời hành động qua người đó, người đó thành công, bước vào kế hoạch của Ngài. Bởi vì mục đích chúng ta không phải ở đời này, mục đích chúng ta ở cõi đời đời. Và Ngài dùng chúng ta cho cõi đời đời, Ngài đào tạo chúng ta cho cõi đời đời, vinh quang chúng ta ở cõi đời đời, phần thưởng chúng ta ở cõi đời đời. Amen chứ. Đó là điều mà chúng ta cần phải xác định. Chúng ta hãy sống đúng những gì mình tin, đừng tin một đường mà sống một nẻo. Tin một đường sống một nẻo. Cho nên tôi rất khâm phục sứ đồ Phao-lô. Ông nói một câu: chết là ích lợi cho tôi, vì khi tôi ra khỏi xác này tôi gặp Chúa Giê-xu tôi khỏe quá. Nhưng mà tôi ở trong xác này tôi khổ lắm, khổ ghê lắm, nhưng mà ích lợi cho anh em. Tôi còn giảng được cho anh em, tôi còn cầu nguyện được cho anh em, tôi còn phục vụ được cho hội thánh. Tôi khổ lắm nhưng mà tôi phải ở trong xác này,
Chứ nó mà tôi ra khỏi xác là tôi khỏe rồi. Ông tin thế nào ông sống thế đó. Cho nên nhiều người ngày hôm nay con cái Chúa chạy xong cuộc đua về với Chúa, nhưng mà đề nó rất mâu thuẫn, xin chia buồn. Không hiểu, tôi chẳng hiểu được là chia buồn là buồn gì ở đây. Không hiểu, nó rất mâu thuẫn. Đáng lý tôi đến những đám tang đó, tôi viết một cái phong bì, tôi xin chia vui cùng với gia đình. Rồi người ta muốn nói gì đó, nói với tôi sống đúng niềm tin của tôi ấy. Một người chạy xong cuộc đua dưới đất về thiên đàng mà chia buồn là chia kiểu gì? Tôi chẳng hiểu buồn ở đâu mà chia. Nó rất là nhiều cái mâu thuẫn, phải không chứ? Sống đúng niềm tin, tin sao sống vậy? Đó chính là đức tin. Nói nó cũng vui nhưng mà có thể đụng chạm nhiều người. Xin quý vị hãy hiểu cho, nói đúng lời Chúa để biến đổi tâm trí chúng ta. Amen. Biến đổi tâm trí chúng ta. Và những điều tôi chia sẻ, tôi chốt lại ở đây anh chị. Đầu tiên chúng ta hãy nhận biết kế hoạch của Ngài, kế hoạch chung của Ngài. Chúa không vì một con người nào hết đó. Chúa vì cái cõi sáng tạo của Ngài. Rồi chúng ta chỉ là nhân công của Ngài thôi. Chúa không có tây vị người nào hết. Chúa không có yêu người nào hơn người nào hết. Tất cả bằng nhau trước mặt Ngài. Và điều đầu tiên là chúng ta phải biết kế hoạch của Ngài và nhận ra, để rồi bước vào mối quan hệ với Ngài. Tôi gọi đó là mối quan hệ yêu thương, mối quan hệ nhận biết Chúa, mối quan hệ bày tỏ đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai là khi cái bước này đã qua rồi thì Đức Chúa Trời bắt đầu gõ cửa tấm lòng bạn, mời bạn bước vào kế hoạch của Ngài ở nơi bạn sống, hay là ở nơi nào đó mà Ngài đang muốn kêu gọi bạn. Đó là bước thứ hai. Tôi muốn anh chị em hãy cứ đáp ứng lời kêu gọi đó. Bước thứ ba, khi anh em đáp ứng bằng cả tấm lòng và nhiệt huyết thì Chúa bắt đầu phán cho anh chị em. Chúa bắt đầu chia sẻ khải tượng. Chúa bắt đầu nói trong tấm lòng anh chị em, qua giấc mơ, qua sự hiện thấy, qua ân tứ thánh linh, qua nhiều điều, và anh em bắt đầu thấy đời sống mình đầy dẫy siêu nhiên. Ô, phép lạ bắt đầu xảy ra. Ôi cha, nhiều điều xảy ra. Nhưng mà chưa đâu. Đừng vội. Đừng vội. Chúa bắt đầu quẳng chúng ta vào thử thách, đào tạo, rèn tập và điều chỉnh con người của mình. Cái này có thể tốn hàng năm, 2-3 năm, 10 năm, cho đến khi anh em xứng đáng, xứng hợp, phù hợp, thì Chúa lúc đó mới bắt đầu đưa anh chị em vào sự vâng lời và kinh nghiệm Ngài một cách siêu nhiên. Kinh nghiệm Ngài một cách thành công trong chức vụ, kinh nghiệm Ngài một cách mỹ mãn, kinh nghiệm Ngài một cách sâu nhiệm. Và cứ như vậy anh em tiến lên, tiến lên, cứ bước đi, cứ điều chỉnh, cứ chịu rèn tập, cứ như vậy. Cho nên đừng đốt cháy giai đoạn nha anh chị em, đừng đốt cháy giai đoạn. Tôi thấy ngày hôm nay nhiều anh chị em mới tin Chúa được Thánh Linh thăm viếng, lòng rao rực và muốn vứt bỏ tất cả, đi ngay. Tôi đảm bảo cho em ra kia là sụp xuống hố liền. Không đi được. Từ từ đã. Đừng nóng. Đừng nóng. Hãy hạ nhiệt xuống một chút. Đừng bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Và nói với Chúa rằng con bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh để cho Ngài uống nắng con. Đúng không? Mình ở thế gian này đầy dẫy đủ thứ hết. Chính bản thân mình còn cảm thấy không ưa mình thì Chúa sao ưa mình được. Cho nên là đôi khi mình phải uống nắng đấy. Mình phải sửa đổi. Giống như tôi 30 năm trước, đúng bây giờ tôi nhìn lại con người cũ tôi 30 năm trước tôi không ưa được. Chính mình còn ghét mình. Cái thằng đó là tôi đập cho nó chết luôn. Mà đúng giờ nó chết rồi. Trương Quý bây giờ chết rồi. Ai hỏi tôi nói chết xanh cỏ rồi. Giờ ông này ông khác. Cũng cái xác đó thôi nhưng mà người khác. Người mới của Chúa. Một con người biến đổi của Chúa. Đúng không? Như vậy mới phù hợp. Và những cái quá trình đó anh chị em à, đôi khi nó đau đớn, nó nhiều thăng trầm, nhiều nước mắt lắm, nhiều vấp ngã lắm, lên đèo xuống dốc lắm. Nhưng mà anh chị em tin tưởng đi, Chúa chúng ta rất nhân từ. Và Ngài đào tạo chúng ta để cuối cùng đưa chúng ta vào mục đích của Ngài, để chúng ta được đồng hưởng, đồng trị với Ngài. Amen chị em.
Tôi chia sẻ bài này để khích lệ anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa.